Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị, xã hội. Trong tháng 9, được tài lộc của gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 vượng phát, tiền bạc sùng rình, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của người tuổi Nhâm Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể, vận trình của những người tuổi Nhâm Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tính cách người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm trường lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì cả. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi nên hay đi đây, đi đó, đi chơi, du lịch, dã ngoại. Người này cũng rất thích làm việc hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí, linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn, mệnh trường lưu thủy rất học giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ, tư duy của họ giống như một chất gây nghiện, tựa như chính những dòng chảy dài đến vô tận đó. Người tuổi Nhâm Thìn, mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt, đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bạn mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Cách mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành, triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là. Bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Nhâm Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ bể. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có quá nhiều biến động tiêu cực nào. Với những ai vui thú, điền viên, vừa tham gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn thì nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy độc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư dả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng này. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Do tuổi khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quệt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong gia đình. Những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt. Thời điểm giao mùa cần chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn, ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Tháng này bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng cho con cái bạn noi theo. Bạn đã sống gần hết cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tùy Thìn. Đối với những người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9, tức ngày 23 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Nhâm Thìn trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.